mời các bạn nghe xem những vũ điệu của các diễn viên béo phì ở Havana, Cuba. Những màn biểu diễn, những khoảnh khắc thú vị hậu trường của các diễn viên béo phì tại nhà hát quốc gia ở Havana, Cuba có sức thu hút lạ lùng. Đây là những thành viên đoàn nghệ thuật Danza Voluminosa, có nghĩa là Dance to lớn, đã hội tụ toàn diễn viên quá cỡ. Mời các bạn xem những hình ảnh sống động này qua ống kính của nhà chụp ảnh Reuters Desmond Bobilan. Các thành viên của Danza Volinta, một đoàn nghệ thuật của các diễn viên béo phì, đang hóa trang cho nhau trong hậu trường của nhà hát quốc gia ở Havana. Các diễn viên của Danza Volumisa diễn rất là tự tin, mặc dù có những thân thể béo phì, nhưng họ lại có một khuôn mặt rất xinh xắn và cũng rất thích vô hát. Ruby Amaro biểu diễn cùng với các thành viên khác của Danza Voluminosa. Tuy thân hình quá khổ, nhưng lại có cô có khuôn mặt rất đẹp và đáng yêu. Và khi họ biểu diễn, các bạn sẽ thấy những khuôn mặt đầy lửa và tự tin. Đặc biệt, họ có làn hơi dài và mạnh, hấp dẫn người nghe. Và các bạn chú ý những cái người to, mập thường lại có làn hơi rất là khủng và thường hát nhạc opera. Và người ta đi xem cũng khá đông, cũng vì tò mò và vì cũng muốn động viên những cái người béo phì vượt qua mặc cảm. Rất nhiều tiết mục đa dạng kết hợp với nhạc kịch đã lôi cuốn người xem. Và đương nhiên, những bộ trang phục cũng rất là khủng, có khi che hết toàn bộ thân hình và to gấp cả 20 lần những khuôn mặt xinh xắn của những cô diễn viên béo phì đó. Và đặc biệt là trong ánh mắt họ ngọn lửa. Trước đây họ thường bị nhìn với ánh mắt cũng có thể là dè bỉu, kinh ngạc, lạ kỳ. Như hôm nay với những chàng pháo tay, họ như sống lại với những cái niềm vui, những cái thú vị, và quan trọng nhất có lẽ là họ giúp họ vượt qua cái mặc cảm. Không chỉ giúp họ, họ còn giúp rất nhiều người béo phì khác, phì đội khác vượt qua mặc cảm, là họ vẫn có thể múa hát được, không như là phải có thân hình thon thả, chân dài như những vũ công chuyên nghiệp thường thấy. Nhưng họ vẫn có thể múa được các động tác duyên dáng sinh động phù hợp với thân hình quá khổ. Và múa vẫn là những tiết mục chính. Họ múa linh hoạt, nhanh nhẹn và xoay tròn khá đẹp mắt. Không chỉ có múa, họ còn có những vở nhạc kịch rất là hấp dẫn, rất là hài ước với thân hình đặc biệt đó. Và họ đang chờ ở hậu trường tới lịch diễn và các sinh hoạt khác được nhiếp ảnh gia chụp. Và quan trọng điều đều là họ vẫn thích hóa trang làm đẹp và làm gương cho những người béo phì khác không còn mặc cảm và thêm tự tin cho cuộc sống, theo Reuters.